Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Sau đây là hình ảnh phóng viên Hường Lê SPTN Philadelphia về hưu. Bản tin Hoa Thịnh Đốn chúc mừng chị Hường Lê đã công khó đóng góp rất nhiều chương trình SPTN trong nhiều năm qua. Hy vọng trong tương lai chị Hường Lê có nhiều thời gian để phục vụ đồng hương tại Pennsylvania và New Jersey. Hường Lê kính chào quý khán giả đài SPTN và những người bạn làm chung trong công ty. Hôm nay thật sự Hường Lê rời khỏi công việc gắn bó 17 năm. Tuổi đời cũng đến lúc dành thời gian cho gia đình và con cháu. Hường Lê cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ Hường Lê trên mọi công việc cho đến ngày hôm nay. Mặc dù Hường Lê rời khỏi công việc trong công sở, nhưng Hường Lê vẫn đồng hành với đài SPTN để ghi những phóng sự cộng đồng, những ngày lễ của tôn giáo. Một lần nữa, Hường Lê cảm ơn sếp và các bạn Việt Mỹ làm chung trong suốt 17 năm. Hường Lê cảm ơn đài SPTN đã tạo cho Hường Lê một công việc đầy ý nghĩa. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Hường Lê, được con gái, con trai và con rể tổ chức bữa tiệc về hưu thật là ấm áp. Cuộc đời ai cũng cần tiền bạc, nhưng riêng đối với Hường Lê thì tiền cũng cần. Nhưng tình cảm con người là quý nhất. Sống sao để về già được con cái lo cho là hạnh phúc nhất đời. Khi đi làm thì được đồng nghiệp, dù là người nước ngoài, họ cũng yêu thương mình. Sống hãy yêu thương nhau, cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì không bao giờ mình bị thiệt thòi hết. Người xưa có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, không sai. Thêm một sự ưu ái lớn nhất và trân trọng nhất khi đài SBTN, nơi mình làm việc, biết ngày Hường Lê về hưu, đã cho Hường Lê một phóng sự về buổi tiệc. Thật là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Hường Lê rất cảm ơn đài SBTN đã cho Hường Lê một công việc làm thật là ý nghĩa, giúp cho cộng đồng đưa tin tức và ghi lại những hình ảnh những ngày lễ lớn của tôn giáo. Cuộc sống thật có ý nghĩa. Một lần nữa, Hường Lê xin cảm ơn chân thành, ghi khắc trong tim những tình cảm mà mọi người đã dành cho Hường Lê. Oh, of course. So it was, I think, 17 years ago, yes, Hong? Yes. I think 17 years we had the pleasure of meeting Hong. Yes. And I think if anybody who spends maybe 5 minutes with Hong understands that she's a very special person. She has a special energy. She's always happy. Always wants to help everybody else. And right away, we knew that Hong was a person that would be the perfect individual to have working at our company, and she's made us better for 17 years. Everybody loves her. Everybody wants to work with her, and she shares her knowledge with everybody, and it just makes our company a better place. And while we're very happy for her that she's able to retire and start doing some of the things that she wants to do in her spare time, we will miss her greatly, it'll be a very sad day for us on Monday when Hong's not there, and yeah. You know, in the morning. Yeah, thank you, Dad. Thank you. Very special person. But right now, I very thank you for you help her, and she stay with you for 17 years, for a long time. But you make her very happy well, for that. Thanks for saying those nice things. But yeah, Hong's definitely a member of the family, and you know, she's always welcome. And if she ever changes her mind, she knows where we are. But okay, thank you. My name is Volha, and I work with the Hong over 16 years. It was the pleasure to work with her because she's the lady of happiness. She always smiling, and she always happy. And every single day, it was so much fun to work with her because she's a hard worker, but she always has a minute to smile, make a joke. And I always miss her when she went to Vietnam for the long vacation, like for the whole month. But when she come back, it's like a sunshine. As soon as she opened the door,
door, she bring everybody smiling face. And I'm gonna miss her a lot, and I'm gonna miss her every moment when I'm gonna be at work. But I knew it's a time, it's new page in her life, and I just wanna wish her to be healthy, happy, and finally she has the time to travel. Finally she has the time to spend with her family. That's probably the best work I'm gonna wish her. Just to be happy. Keep smiling. Yeah. I very thank you for you and everybody they have her. Yeah, thank you guys. Yeah. She's thank late. You. I'm gonna yeah, miss her a lot. You, a lot you. Because wow, thank you. Wow, a lot. She's broke my so heart. She's very nice lady to work with. I'm very happy when I work with her, and she's very good. She's so nice with helping everybody. She's good with you, yeah. Yeah, I very thank you. Very thank you. Nice to meet you. Dạ, con tên là Thúy. Dạ, cô Thúy, cô cái thời gian cô work với cô Hường này là bao lâu? Dạ, là con làm với cô Hường được 15 năm. 15 năm theo cô thấy cái tình cảm của cô Hường đối với những chị em work trong cái company như thế nào? Dạ, là cô Hường rất là thân thiện, tụi con rất là thích cô, với là giống như có những giống như là công việc á, có cái gì mà gặp trở ngại á, thì cô Hường rất là giúp đỡ cho tụi con. Thì là mất một người là giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam của mình ở trong hãng á, thì cũng là rất là nhớ cô, rồi rất là thương cô, nhưng mà thôi bây giờ thì thời gian cô cần phải là nghỉ ngơi để với là spend cái time với là gia đình của mình á. Con rất nhiều, nhưng cô mong rằng những thời gian còn lại con làm việc thì ok, tốt, good, ok, mọi người là enjoy, yeah. Con cũng thay mặt tất cả mọi người là cảm ơn cô Hường vì đã là có một buổi tiệc rất là đặc biệt cho tụi con, tiếp đãi rất là ân cần và chu đáo. Con cảm ơn cô Hường rất là nhiều. Dạ. Cô cũng cảm ơn. Nhớ làm việc nha, rất giỏi dạ, nha. Dạ, rồi thỉnh thoảng cũng tới thăm tụi con. Dạ. Nếu cô Hường rảnh, cô Hường sẽ tới thăm tụi con. Dạ. Ok, dạ. Bye con. Dạ. Hello everyone. Thank you all for being here to celebrate my retirement after 17 years. It's hard to believe I'm finally leaving. This is my first job and favorite job in the U.S. When I moved here from Vietnam, I never imagined I find such a wonderful group of people to work with, co-worker, friends who became like family to me. Thank you to Jeff for your support and for making Fairlane a good place to work. I hope we can still be friends. I stay in touch. Thank you everyone for coming here today, and I will remember you. Yeah, thank you, thank you. I'm scared. Yeah, take that. Yeah, take that. Kính thưa quý vị, VTV đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho ban biên tập VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hải sản Phương Bình, tôm khô Louisiana, khô cá đù Texas, hương vị quê hương, đảm bảo vệ sinh, giá rẻ, hàng gửi tận nơi, không tính cước phí. Vui lòng liên lạc Bình 404-988-4433, 404-988-4433. Nhà hàng Nha Trang nổi tiếng nem nướng Ninh Hòa, bánh canh cá, lẩu đồ biển, mì quảng, cơm tay cầm, bánh ướt thịt nướng, gỏi cuốn, bò lúc lắc, nước mía tươi, có lai sân bia và nhiều món ngon đặc sản miền Nam. Mở cửa mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu, từ 10 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối và thứ bảy và chủ nhật từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Có nhận credit card, tọa lạc tại Eden Center, địa chỉ 6757 Wilson Boulevard.
Fortress Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-534-1657. Phở 75 Centerville khai trương tháng 7 tại địa điểm mới 6053 Centerville Crossland, Centerville, Virginia 20121. Năm 2019, hơn 2 triệu 900 ngàn người Mỹ gốc Á Châu mắc bệnh tâm thần. Chỉ có 6.4% là tìm đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Theo CDC, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở thanh niên Mỹ gốc Á là tự tử. Hãy lên tiếng để mình nhờ sự giúp đỡ. Im lặng, thất bại, nguy hiểm là chết. Cần sự giúp đỡ, xin gọi điện thoại 703-792-4900. 703-792-4900. Tình mê vì